Hello guys, welcome back my channel. Em Hô đây. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Em Hô đây. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn deck Icebow. Đây là một cái deck mà mình nói là mình phải khẳng định là mùa này nó yếu hơn. Và bắt cho các những người chơi là cần phải đặt Icebow nhiều hơn. Bởi vì các bạn biết là khi mà giảm dam lên lên trụ gần như là rocket này, slot với lại Tornado thì cần phải đẩy đẩy Icebow nhiều hơn. Ok, và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một player mới, đó là Hunter. Anh ta mới là top 1 đây. Và mình sẽ check các replay của anh ta. Ok, chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên. Hugo Hunter. Cái deck Three Musketeers này cũng khá là phổ biến ở thời điểm hiện tại. Những cái mùa đầu tiên khi mà Three Musketeers bị giảm dam, không phải giảm dam mà là sẽ bị delay khi mà drop cái ba con Musketeers thì gần như là rất ít người chơi. Nhưng mà khi sau những cái mùa dài mà họ fix đi lại thì Three Musketeers đã xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt là các player mà kết hợp với Roy Hawk với lại Hunter, và có khi là Fireball. Nhưng đôi khi có cảm giác là một vài cái phiên bản khác nữa, nhưng mà Three Musketeers với lại Roy Hawk vẫn là số 1 lựa chọn hàng đầu. Ngày xưa chúng ta còn nhớ cái deck có Alice Fighter. Đây đấy là mưa làm gió, tuy nhiên thì đã cách đây phải 2 năm rồi, xa lắm rồi, xa lắc xa lơ. Ngay từ ban đầu Hunter anh ta đoán được là Hugo, biết được là Hugo anh ta chơi Three Musketeers, vì vậy anh ta phải không quan trọng việc Active Tower, bởi vì là anh ta chơi Icebow, anh ta chơi Icebow, anh ta chơi Rocket Sai, có thể anh ta chơi Rocket Sai cùng. Vì vậy là anh ta không ngại gì mà sử dụng Tornado để kéo ba Musk về một phía, và sau đấy là dùng Rocket. Đấy là pro tip mà những người chơi Icebow các bạn nên biết, các bạn nên sử dụng. Bởi vì các bạn chơi Icebow thì các bạn không quan trọng là Active Tower hay không, chẳng hạn quan trọng lắm. Nhưng mà khi mà các bạn chơi gặp Three Musketeers thì các bạn kéo Three Musketeers về một phía thì sẽ cực kỳ rất dễ defend. Nhưng còn tiếp theo, Icebow bắn vào thì một cái lock sẽ xuất hiện luôn. Đấy, các bạn thấy là xử lý cực kỳ tốt thôi. Chúng ta bắt đầu đó có 3 Eli Tornado này cộng với một cái lock 2 Eli, 5 Eli. Cực kỳ là đơn giản. Có một cái điều nữa là deck của Google thì lại là dùng con Fisherman. Thấy phiên bản này nó không, nó chỉ counter hot thôi, chứ là khi mà gặp những cái deck bật của cái bầu như này gần như là nó đánh tạm tù, và cái bắt chấp này nó sẽ chắc chắn thuộc về cái bầu. Còn đánh dễ như thế nào thì bạn cùng chờ xem. Đấy, các bạn xử lý rất là đơn giản luôn. Mình thấy là có một cái deck của IC bầu ở có deck Three Musketeers, Fireball, Roy Hawk, Hunter thì nó đánh với Icebow thì khoảng 50-50. Nhưng mà cái deck này thì gần như không thấy. Các bạn thấy là nó Three Musketeers nó cứ bị kéo về phía em thì một phía như vậy. Đấy, tất cả Royal Hawk với lại rất nhiều đại quân lên nhưng mà gần như là không có một đam nào luôn, cũng không thể vào chuyện được. Đâu đó là để kiếm đam thì cái đây. Và Icebow cứ thủ thôi. Và gần như là Icebow thủ. Và Icebow rất thấp, và gần như là Royal Hawk với lại Mr. Man Hunter God cứ đi lên quanh đâu đấy có để bạn qua chủ. Tuy nhiên trong cái tên này sẽ rất cẩn thận dùng Tornado thôi. Đây là thời điểm mà sẽ bắt Kitty được xuất hiện ngay thôi. Mr. Man đi đâu lên. Hugo anh ta vẫn chưa thể cả mất Kitty được. Lượng 3 bây giờ là cân bằng. Tuy nhiên thì mình nghĩ là Hunter anh ta phải thủ Icebow và muốn là không giảm đam từ con Roy Hawk càng nhiều càng tốt.
chặn được Dryhawk gần như là không vào trụ. Mà cố gắng là sẽ dùng đặt Xbow nhiều hơn, spam Xbow nhiều hơn trong cái khoảng thời gian cuối cùng này. Và sẽ dùng Rocket để kiếm đam thế tuần 10 giây cuối cùng. Rocket rồi, được trong. Đấy, cần như Dryhawk không có đoàn trụ. Cái deck của Google cũng cù một chút bởi vì là không có spell như vậy. Ta cố gắng là dột quân cứ đẩy 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 rất nhiều. Bây giờ là Rocket. Và Hunter sẽ hơn cuối cùng, anh ta sẽ dùng cái lock bóng Tornado có lợi thế hơn về đa luôn. Vì là chúng ta chuẩn bài hợp lý. Tornado. Rồi, đa của Tornado là chúng ta có 70 máu. Vì vậy là good. Chiến thuật hợp lý. Đấy là một pro tip cho các bạn, nếu mà các bạn chơi Ito mà khi gặp 3 Musketeer thì các bạn đánh như vậy. Nhưng mà cái đây là cái mắt chắc với 3 Musketeer mà không có Spybone nhá. Ok, so xem Frizo. Thân nhân này hay chơi ngày trước là chơi Minor Warbreaker nhưng mà bây giờ chuyển sang Giant Double Fin Bar Spell. Deck này thì mình khá là thích. Đây không phải Dark Queen ta, không phải Dark World Queen ta. Đúng rồi, sẽ là Dark World Queen, Minion và Mega Minion với lại 3 spell. Thực sự là mình thấy là Minion không được ưa chuộng vào những cái mùa meta gần đây. Mấy tháng rồi. Bởi vì là Minion nó bị các bạn biết là Royal Devilly nó nhiều quá. Như vậy là mình chỉ cần thả một cái Royal Devilly nó sẽ nhận phát là chết bàn bên đường. IC và Expo bắn vào trụ rồi. Có đâu đó được khoảng 500 đam. Rất đau. Có một cái điều trong cái deck của Zostem là anh ta không có Miner. Anh ta không có Miner để móc lốt Expo. Anh ta có Dark Queen với lại Queen thì bên này có Hunter, anh ta có Nai, có cả IC, có cả 3 con Skeleton thì rất dễ để defend Dark Queen với lại nó thôi. Còn IC, con IC Wizard nó sẽ defend là Minion. Cái arrow cực kỳ là hay. Tornado cho cái tên này, nguy hiểm quá. Chặn được con Dark Queen này không? Nguy hiểm quá. IC đâu? Xuất hiện IC. Phải nói là Hunter anh ta defend rất rẻ. Mình nghĩ là trong cái turn vừa rồi không kịp để xoay ra một con IC và Dark Queen nó sẽ lao vào trụ ngay. Từ đó mất khoảng 600 máu. Tuy nhiên thì xoay vẫn kịp. Phải nói là tiếp theo anh ta đầy cũng hay đấy. Không phải dạng bừa đâu, dùng 3 con Skeleton để chặn được con Prince. Sau đó là defend Minion dùng IC hợp lý. Sau đó dùng Lock đã. Rồi Lock để chặn được cái dash của con Dark Prince. Rồi, rất hợp lý. Và nó phân phối bài của Hunter để phí đánh chuẩn bài. Mình là một người xem nhiều hơn là một người chơi. Tuy nhiên là khi mà mình xem cái này thì mình biết được là đối phương, mình hiểu rõ được các quân bài, vì vậy là mình biết được là các player họ sẽ xử lý như nào, các đối như thế này. Ví dụ trong này bầu đẩy lên thì họ sẽ cố gắng là chặn được, dùng một con này để chặn, hoặc dùng cái lock đã, trước là dùng một lock đã. Đúng rồi, sau đây là chặn một dùng con này hoặc dùng IC. Trong cái turn này thì không dựa vào kinh nghiệm nhiều hơn. Mình đoán là Hunter anh ta sẽ dùng một con Nai. Nhưng mà không phải. Anh ta lại chuyển sang là Cycle của IC. Và tiếp tục cắm một cái Tesla. Thời điểm Zostem anh ta lại phải đẩy Giant rất sâu. Vì anh ta cần phải có con support. Anh ta đã bị lỗ với Ellie. Lực đam bây giờ là trinh về Hunter. Ra còn một phút nữa.
đó là những khi mà các bạn gặp những ICE đó là những gì là khó chịu, họ cứ thủ ít bầu như vậy thôi, đối phương gần như là cứ phải công lên vậy, đánh rất là ức chế. Mình phải nói là mình thực sự là mình không thích ít bầu chút nào, mình gặp những cái deck này đánh rất là ức chế. Đoàn Linen hơi lỗi, Linen đáng lẽ phải làm mà check cả một chút, nhưng mà Hunter anh ta cũng sử dụng một Torpedo, vì vậy là coi như cái matchup này đàn Linen gọi là vô dụng. À, con tay ở trong thơ này là không một tí một chút nào, mình nghĩ là đánh ngược hướng luôn. Không Tesla, hai cái Tesla, một cái Expo không rất khó để ai Queen mà đắp Queen vào chút luôn. Tiếp tục phải nói là những cái mắt chắc kiểu này lại dễ chế cho người chơi kinh nghiệm thì đáng chế sẽ ok, đây là một chắc cũng phải nói là kinh nghiệm sử dụng kinh nghiệm quân hợp lý này, điều quân hợp lý và bệnh chuẩn bài. Hunter. À, ok, chúng ta quay trong deck này đi. Tại vì deck này có một cái điều đó là Hunter anh ta cái deck của Reborn này anh ta có cả Knight, có Firewaker thì chắc chắn là Hunter anh sẽ sử dụng một con IC, một cái Tornado và một cái Lock sẽ giết con Firewaker. Đây là những cái bất chắc mà có rất điển hình ở cái meta, những cái meta mùa vừa rồi thì là mình không biết rồi đối phương đồ nào sẽ có lợi thế hơn. Tên này thì có thể là sử dụng đặt một con ai con nai ở phía đất này, có thể anh chịu cái thờ rồi, block perfect luôn. Trong các tâm tiếp theo thì Hunter anh ta cần phải đủ chưa đã. Chúng ta không thể công được trong cái tên này vì là Reborn anh ta sẽ đặt một con thạch cộng, đặt một cái mơ ra sẽ bị fan trước đã, hai bên nó sẽ bị fan. Mình cứ nghĩ đây là một cái deck Mota Bape mà có Rascal thì nó sẽ là, nói là deck mà có more Rascal thì nó là fan Igbo sẽ hợp lý hơn và dễ dàng hơn. Nhìn đến đây là deck có Firewaker, gần như là trong những cái turn vừa rồi Hunter anh ta không thể công được Igbo. Mà khi mà Hunter anh ta thả Igbo thì con Reborn anh ta sẽ thả một con Barbaria luôn và nó sẽ cố gắng là cho xém nó chém được vào trụ vào cái Igbo đổi gớm một cái lock tuyệt vời. Thằng gói cái deck này khá là khó chịu cho Igbo. Anh ta không, Hunter anh ta không biết làm cách nào để giết bằng được con Firewaker. Mà anh ta chắc chắn là anh ta phải thử trước đã. Anh ta cố gắng được spam được cái Tesla, spam được hai Igbo thì anh ta sẽ rất là khỏe. Bây giờ thời điểm của Igbo, sau một vài turn rằng co thì anh ta biết rồi là anh ta có thể thủ được trong những turn như thế này. Igbo lại bắn, Mota lại bắn vào Igbo. Và đó là Igbo đáng sợ hơn nhiều so với Moza, đáng sợ hơn rất nhiều. Trail rồi. Cái Tesla lập rất nhanh.
giờ thì gần như là Hunter anh ta không 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 không, không đạt Big Bow để công thì anh ta gần như là thủ. Đáp là spam Ice Knight nhận tiếp tục là Ice. Nếu mà trong cái deck của Moribond anh ta có một con Miner thì sẽ đạt được hơn. Những cái deck bait kiểu này thì rất dễ thì Hunter anh ta có thể thắng được. Ice Bow và Lock và Tatsuido và Ice Windows Tesla vẫn là fan. Và đây thời điểm này Rocket Cycle. Giây cuối cùng đó là một bắt chấp dễ Hunter. Ok, grab point bắt chấp này nó xem nó cũng hơi nhàm chán thì nó sẽ có đẩy quân nó không tay cấn nó không để sợ kiếm một cái matchup nào nó hợp lý hơn. À đây này đi, đây này là khá là nặng bởi vì Royal Resumant. Đây là một cái deck balloon Doomber, cái matchup này nó không cái deck này nó không quá nhiều. Mình khi mà gặp Icy Bow phi cái này Balloon Fizzy thì mình nghĩ ngay đến cái deck của Anaban. Anh ta chơi deck Balloon Fizzy là rất hay. Nhưng mà đây là một phiên bản có cả Inferno Dragon. Deck này mà chặn tanh, chặn Golem thì đúng tuyệt vời. Anh ta có đẩy lên Balloon và combo luôn chắc luôn. Phải rất cẩn thận khi mà Hunter anh ta không biết rằng là bên này cũng có PC thì anh ta dùng cái biện pháp an toàn đó là Rocket. Chứ nếu mà một khi anh ta sử dụng Tornado Fail, một cái PC sẽ ập vào ngay, vào đầu ngay. Thì như vậy anh ta cũng không đủ thời gian để chống luôn. Bởi vì deck của Hunter anh ta không có một cái lock, không có một cái giáp. Một khi Balloon PC vào trụ thì làm ba nháy một sớt. Royal Resumen xuống. Mình thấy cái hai cái thẻ bài mấy con này nó hơi chậm mà như này không được ưa chuộng trong các meta từ khi nó xuất hiện. Mình nhớ có một cái mùa mà xuất hiện cái deck xuống lại cái con này, đó là cái deck có ba ba ăn hút, nhưng mà nó cũng rất là lâu rồi, nó chỉ xuất hiện đúng một mùa sau đấy là nó biết bất tắc. Chắc chắn là khi mà Hunter anh ta đặt X-Bow thì bắt đầu sẽ đặt bên MV này sẽ đặt cái PC và Balloon lên luôn. PC, thời điểm PC được. Rồi. Hợp lý, Tesla nằm xuống không? Royal Resumen nó đông như thế này thì X-Bow bắn mỏi tay luôn. Một cái lo. Perfect Rocket. Perfect luôn đấy. Ba spell. Bấu làm sao, Balloon làm sao mà trụ được khi mà xuất hiện con IC như này. Inferno Dragon xuất hiện. Rocket đủ không? Có một con Looper. Và trụ rồi, bắt được X-Bow. Tuy nhiên cần một cái giáp, rồi, hợp lý. À, một con Hunter nữa. Hunter thì defend con Knight phía bên trái. Con Knight chỉ có một hit.
trong những cái tuần giữa tuần tuần thứ ba tuần thứ tư trở đi chúng ta sẽ có nhiều matchup hay hơn và những có nhiều top player họ push, lúc đấy là mình sẽ có những cái matchup nó hấp dẫn hơn so với thời điểm hiện tại. Tiếp tục là anh bầu phải nói là để chơi mà chơi anh bầu điều này cực kỳ lỡ chế. Đối thủ và họ sẽ coi như bạn chơi đồ tuy nhiên rồi rồi không có hit nào đến từ balloon không kịp rồi rất nhiều đam đến từ anh bầu. Còn Inferno này có xử lý được không? Bị đánh lạc hướng bởi ba con skeleton. Phải dùng Fireball trong cái turn này thì gần như là tôi xong rồi. GG. Một pha sai lầm khi mà đập một con Inferno ra người thôi bị phép Inferno. Ta sai lầm khi mà bị bắt bài. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem clip này và nhớ follow anh ta đặt cái link Twitter của Hunter phía bên dưới một phần mô tả nha. See you. Bye.